các bạn, là Thanh Hà đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với gian bếp của Thanh Hà. Lần trước thì Thanh Hà cùng với mẹ đã hướng dẫn cho các bạn làm món misa rồi. Và ngày hôm nay Thanh Hà sẽ thử thách làm thức ăn cho một bữa cơm gia đình. Thì đương nhiên là sẽ không thiếu người hướng dẫn rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón MasterChef xuất hiện thôi. Ngày hôm nay mẹ sẽ dạy con làm những món ăn trong bữa cơm gia đình. Và với những cái ngày hè nóng bức như thế này thì hôm nay mẹ sẽ dạy con làm hai món ăn mà rất là dễ ăn trong những cái ngày nắng nóng, vì nó sẽ rất là mát và tốt cho sức khỏe. Đó chính là món rau hấp đậu xanh và món đậu chiên nước mắm. Thì nguyên liệu của hai món này sẽ bao gồm: nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ thì đến khâu sơ chế, đó là dành cho con gái. Ok. Đầu tiên là con sẽ đi cuốt rau nó, nặn bước và rửa sạch đi. Trong lúc đó thì mẹ sẽ đi ninh đậu xanh trước. Cái món này là mình sẽ phải vò đậu xanh và ninh đậu xanh trước. Trong cái lúc ninh đậu xanh thì sẽ rán đậu luôn. Ok. Nào, chúng ta cùng bắt tay vào. Rau ngót khi mà con rửa xong, bình thường rau ngót mình sẽ vò qua đi. Đó, con hiểu không? Mình rửa xong rồi mình mới vò nhé. Thế nếu mà mình vò xong mình mới rửa là nó sẽ mất chất. Bước này con cũng sẽ gì? Thái bát. Mẹ sẽ đổ một ít dầu ăn vào chảo này. Trước khi mà con chiên thì con sẽ sắt cái đậu ra nha. Một bìa đậu này bình thường thì mình sẽ sắt làm 5 phần. Đấy, là nó vừa. Con làm cái gì mà như thế? Cứ thả vào nó không bắn ngay được. Đắp vào bên cạnh của cái... Ê, đậu gà mình kìa nè. Đậu này ấy, thì con cứ được chờ tầm 1 phút rưỡi. Nói chung là tầm 1 phút rưỡi thì con mới động tay vào ha. Chứ còn nếu mà con lật sớm quá là nó sẽ bị nát đậu đó. Rồi, đậu của chúng ta đã sôi, chúng ta sẽ bớt vỏ đi. Cái đậu nào được thì con sẽ gắp ra một cái đĩa. Đó, để cho nếu như mà để cho nó không bị hút dầu nhiều, con có thể dựng nó lên bên cạnh này. Đó. Ép nó vào cạnh này. Và chúng ta sẽ gắp ra. Một đĩa đậu thơm ngon đã ra lò rồi. Wow. Mẹ ơi, bây giờ đậu này thì chiên xong rồi, còn đỗ kia ngâm thì sẽ như thế nào hả mẹ? Đỗ này thì con sẽ mở vung ra để con sẽ kiểm tra nếu như mà cái hạt đỗ mà nó nở bung ra rồi thì vậy là được. Thực ra thì nếu mình con ninh quá thì cũng không sao, bởi vì mình nấu canh.
nhưng mà để nó còn hạt thì nó sẽ đẹp hơn. Trước khi bắt tay vào diêm đậu thì mẹ sẽ lại dạy con cho một chút xíu mì chính. Đó, không tới một thìa vì mẹ không thích ăn nhiều mì chính. Một thìa bột canh, cho một chút hạt nêm nữa, rồi cho một thìa nước mắm, không tới một thìa nha. Đó, nó là một thìa luôn rồi. Gần thôi. Thay vì cho nhiều mì chính thì mẹ sẽ cho vào đó là một chút đường. Chút đường. Đó, tất cả chỉ là gì, một chút xíu thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi cho thêm một chút nước vào. Đó, rồi đảo đều hỗn hợp lên. Mẹ đổ nhiều nước như vậy có sợ nó bị nhạt không ạ? Không, vì mình diêm đậu thì mình sẽ cần nước, thậm chí còn phải cho thêm nữa không. Rồi bây giờ bật bếp. Như mẹ thì mẹ sẽ không thể hòa cái nước sốt này đâu, nhưng mà như con làm thì con nên hòa ra để lúc gì mình tra cho nó đỡ lắng nóng. Đầu tiên là sẽ cho hành khô. Sử dụng luôn cái dầu rán ban nãy nha. Như hành vàng, ta cũng cho gì? Một ít gì? Tặng hành trắng. Tặng hành trắng. Tiện có thì cho, còn thực ra không có thì cũng không sao cả. Đó, khi hành nó vàng như mẹ làm á, thì bây giờ mẹ mới bắt đầu mẹ cho gia vị và trực tiếp vào đây luôn. Còn như con làm thì mẹ đã hòa sẵn rồi, con sẽ chỉ việc gì? Đổ vào đây. Đó. Ồ, nó sẽ rất là thơm. Là nó đang sôi như này rồi, bắt đầu mình mới thì cho đậu vào. Đấy, bây giờ chúng ta mới thì trời ơi, con muốn thí. Con sẽ cho nhỏ lửa đi. Đấy, bây giờ con sẽ đi lật từng miếng đậu để cho nó được cái thấm gia vị. Đó. Sau đó rồi thì con sẽ rắc thêm một ít hành lá lên trên. Không thích ăn hành lá thì cho ít thôi. Sau đó rồi chúng ta sẽ gắp gia vị á. Ta sẽ lấy một cái đậu này và ta sẽ quét hết cái phần hành này xuống. Yeah, điên đậu gym của tôi đã xong rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ tra gia vị vào nồi canh. Con cũng sẽ tra vào đây là một thìa mì chính, nhỏ xíu xíu thôi ha. Một thìa hạt nêm. Mẹ đã dặn rồi, gần như là mình tra một thìa nhỏ này thì không hề hấn gì ha. Ban nãy mình đã tra một thìa bột canh vào trước đấy rồi. À, chúng ta cũng sẽ tra khoảng nửa thìa nước mắm. Đó. Khi mà gì sôi rồi chúng ta sẽ gì thả rau ngót vào. Chúng ta sẽ thả rau ngót vào trước. Đây được gọi là canh rau ngót đậu xanh. Nào, rau ngót đã sôi rồi đấy. Nhưng mà bình thường ấy thì mẹ sẽ ninh khoảng 1-2 phút để cho rau ngót nó nhừ. Mà nhất là rau ngót non thì nó sẽ nhanh dừ. Còn nếu mà rau ngót mà già thì nó sẽ rất là lâu dừ, ăn nó sẽ dai, nên mình sẽ phải ninh cho nó mềm như rau ngót hơn. Nhưng đây là rau ngót non thì mình sẽ không cần phải ninh quá lâu. Đó, mẹ sẽ thả nốt rau và nước vào. Đó, cho nước vào thì là để gì? Nó ngọt cái nước canh và nó sẽ thơm. Đây, trong lúc mà gì chờ sôi con có thể cho thêm một chút hành lá vào luôn. Để nó sẽ thơm. Canh có chút hành vào nó cũng thơm. Đấy. Mướp thì nó nhanh chín nên gì mình sẽ tắt bếp được luôn. Để cho xanh rau con có thể tra thêm một chút dầu ăn vào. Đó, để cho cái rau nó sẽ bóng.
đảo đều lên. Rồi, một nồi canh rau ngót đậu xanh đã. Đã là ta múc ra bát cho nguội. Về ăn tươi rồi, về ăn tươi rồi. Wow. Canh rau ngót đậu xanh. Thơm quá đi. Bây giờ con xin phép mà con được thưởng thức trước nha. Ok, bây giờ con dùng đi. Để sau đó con sẽ cho một vài lời nhận xét nha. Ok. Bây giờ Thanh Hà mời các bạn dùng cơm với Thanh Hà nha. Đầu tiên Thanh Hà sẽ thưởng thức món đậu riêng. Bỏ ngoài thì có một chút giòn giòn, ở bên trong thì mềm, tan chảy trong miệng nè. Rồi còn có một chút nước sốt đậm vị luôn nha mọi người. Hành thì rất là thơm. Trời ơi, gọi là một kết hợp quá sức là hoàn hảo. Bây giờ Thanh Hà sẽ thử một chút canh cho các bạn. Nước khá là ngọt nha. Ngọt theo kiểu ngọt thanh đó mẹ. Rau thì rất là mềm, nó không có bị khô với lại bị dai. Còn nước thì ăn khá là ngọt nha. Rồi nhai thì nó tan trong miệng luôn. Phải nói là một sự kết hợp hoàn hảo. Các bạn hãy cùng vào bếp và trổ tài ngay cho ba mẹ đi nào. Thời lượng video của Thanh Hà cũng đã hết. Và nếu các bạn thích video này thì cũng đừng quên cho Thanh Hà một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.